Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và video này em thực hiện được hôm nay là vào buổi tối ngày 16 tháng 8 năm 2023 quý vị. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố Nha Trang về đêm. Và em đang đi trên con đường này, đó là con đường Giá Sen. Hướng này di chuyển thẳng sẽ xuống biển, mình xuống giao với con đường Trần Phú, con đường đại lộ Vĩnh Tân ngày xưa. Trên con đường Giá Sen này thì nó cũng không có được điểm đường, nó không có được sáng cho lắm, thì nó cũng hơi tối tối, và kinh doanh buôn bán ở trên đường này thì nó cũng vắng vẻ hơn. Góc này là đường Bà Triệu giao với Giá Sen. Đường Bà Triệu lúc trước nó là đường Triệu Ẩu. Đây thì có các cái quán phở, bún bún, món cà phê Birmingham. Chỗ này là ngã ba của đường Tô Vĩnh Diện. Con đường Tô Vĩnh Diện lúc trước đó là con đường Hai Chùa. Ở chỗ này có một cái hẻm bán nước mía, ngồi uống rất là mát. Thời tiết Nha Trang mấy ngày qua cũng khá là nắng nóng. Buổi tối lại thì đôi lúc cũng có tí gió thì nó cũng mát mát. Nhiệt độ vào buổi tối thì nó cũng có hạ xuống chút ít. Giờ này em đi thì trời cũng mát mát riêu riêu, nhưng mà nếu như mà đi muốn mát nữa thì phải ra biển rồi. Giờ này ra biển ngồi thì nó mới mát mẻ được thôi. Đây là ngã tư của đường Lê Thành Phương với con đường Gia Sen ngày nay. Lê Thành Phương lúc trước nó là con đường nhà thờ, để bên tay phải là thì sẽ lên một cây ngã 6. Đây là Ngô Sĩ Liên với Gia Sen bên tay phải. Ngô Sĩ Liên lúc trước đó là con đường Trần Cao Vân, và bên tay trái là con đường Ít Kiêu, họ giao với Gia Sen. Ít Kiêu lúc trước đó là con đường Công Quán. Lúc trước trên con đường Ít Kiêu đó cũng có một ngôi rạp chiếu phim, đó là rạp Kim Đồng, rạp Minh Châu. Minh Châu lúc trước và sau này là rạp Kim Đồng. Và trước hình này là vòng xoay của đường Quang Trung giao với Gia Sen và con đường Phan Trung Trinh. Đây, chỗ này là cái công ty điện lực của Khánh Hòa này. Ở bên tay phải vậy là đường Phan Trung Trinh. Bây giờ con đường Phan Trung Trinh cũng mới vừa được làm lại, vậy làm lại hệ thống cấp thoát nước, làm lại đường luôn, rất là mới đó. Và em đang đi trên con đường này, đó là con đường Quang Trung vậy. Đoạn số 28 dọc đoạn này thì có các cái tiệm điện, rồi có cái shop quần áo, rồi chỗ này có cái lẩu bê chi, lẩu cây 7 cấp độ này. Các cái tiệm điện trên con đường này rất là nhiều luôn á, đường Quang Trung. Ở phía trước là con đường Hồ Văn Thụ. Hồ Văn Thụ lúc trước nó là Hoàng Tự Cảnh. Vespa và Piaggio và Thế Giới Di Động bên tay phải. Chúng mình quý vị là Bùng Bình Thông Tin. Tới ngay vị trí này là hết con đường Quang Trung rồi, qua bên kia là một con đường 2 tháng 4. Hai chỗ này là Bùng Bình Thông Tin này, rồi tượng đài 2 tháng 4. Giao với đường Quang Trung với con đường Thống Nhất ngày nay. Trước là con đường Độc Lập. Phía trước màn hình quý vị các bạn là cái ngã tư của đường 2 tháng 4 và con đường Trần Quý Cáp. Để bên tay phải là hướng đi xuống Chợ Đầm. Còn di chuyển thẳng qua bên kia sẽ là hướng đi
cầu Sứ Móng, cầu Hà Ra cũng như là hướng đi ra phía Bắc, ra đèo Đồ Rì quý vị, trên con đường 2 tháng 4. Ở đây có trung tâm đào tạo tiếng Anh này, rồi bánh mì này, rồi cái hãng Dũng Tiên, hãng điện tử cũng rất là lớn, không có thua kém gì cái hãng Thế Giới Di Động hoặc là Điện Máy Xanh hoặc Điện Máy Chợ Lớn. Và góc này là đường Lý Quốc Sư giao với con đường 24, Lý Quốc Sư trước là con đường Phú Bà. Và ngay vị trí góc này là ngôi trường Trưng Vương ngày nay. Và thời điểm trước thì ngôi trường Trưng Vương đó là ngôi trường Khải Minh, trường do người Hoa lập. Và vừa rồi cũng đập bỏ hoàn toàn hết ngôi trường cũ rồi, xây lại ngôi trường mới hoàn toàn hết rồi, trên cái nền đất cũ luôn. Cái thời điểm mà trường Trưng Vương họ đập bỏ để mà họ xây lại ngôi trường mới thì họ mượn cái cơ sở cũ của trường chuyên Lê Quý Đôn để họ hoạt động. Bây giờ thì cơ sở cũ của trường chuyên Lê Quý Đôn cũng đập hết luôn rồi, để mà sử dụng mặt bằng để mà xây dựng cung văn hóa thiếu nhi. Và lúc đây là đường Sinh Trung giao với con đường 2 tháng 4 vậy. Con đường Sinh Trung ngay góc này là có cái chùa Kỳ Viên. Nay bắt đầu rằm tháng 7 rồi, ngày âm là rằm tháng 7, là mùng 1 tháng 7 vậy, sắp tới rằm tháng 7 rồi, vào ngày lễ Vu Lan Ứng Báo Hiếu, rồi sau đó là tới Tết Trung Thu. Thời gian trôi khá là nhanh, mới đây hoàn là chuẩn bị hết năm nữa rồi quý vị ơi, hết mùa hè, sắp hết mùa hè rồi, các em chuẩn bị đi học trở lại. Học trở lại thời gian là bắt đầu nghỉ Tết. Ngay góc này là ngã ba của con đường Sống Cồn với con đường 2 tháng 4. Đi qua mấy bên kia sẽ là con đường là qua cầu Hà Ra quý vị. Và hướng nó đi cầu Sông Bóng luôn á, mà giờ cầu Sông Bóng vẫn đang còn thi công, cho nên là xe muốn đi qua phía Bắc thì phải đi qua con đường Sống Cồn này, sau đó qua cầu Trần Phú rồi mới đi qua bên phía bên phía Bắc được. Dọc trên tuyến đường này của đường Sống Cồn rất là nhiều những cái quán hải sản, những cái quán nhậu vậy, mọc rất hoạt động, rất là nhộn nhịp vào buổi tối. Chỗ này có hải sản chén bao, hải sản bún bao, rồi lẩu bò, bò đó. Các quán nhậu ở đây nhộn nhịp về đêm đó. Hải sản bên sông nữa nè. Khách du lịch họ cũng ghé quán hải sản nè, hải sản Sống Cồn 79 nè. Ngay chỗ này là hải sản thiên nhiên Phúc Mập. Có người đứng ở phía trước mời nhậu luôn rồi. Con đường Sống Cồn này là con đường bờ kè chạy dọc cầu Hà Ra, cũng khá là đẹp và mát mẻ. Và trước cũng nó nằm trong cái dự án là sẽ làm cái khu phố ăn vặt về đêm quý vị, mà chương trình vẫn chưa có thực hiện được. Dọc đây là cái dự án Luxury ở Residence này. Nhà đầu tư dự án Danh Khôi. Nó dự kiến sẽ lên 3 block. Và gần bên cạnh đây là cái
Mường Thanh Luxury này, nằm ngay góc của đường Sớm Cồn và đường Trần Phú này, rất là đẹp. Ở phía dưới của đường Sớm Cồn, ngay góc của phía dưới Mường Thanh này đang có một cái quán bar, beer club này, coffee, khá là nhộn nhịp luôn á. Xe để chật kín nó luôn rồi. Sôi nổi quá. Đó, có DJ chơi luôn, chơi DJ nữa. Để đi quần lại nha. Thấy khá là nguy nhộn rồi. Hình như các bạn chạy chiếc Ranger này bạn vừa mới qua làm từ thiện hay sao á. Không khí rất là sôi động rồi. Đó là mé bên của con đường Sớm Cồn của tòa nhà Mường Thanh Luxury. Đây là phía sau. Phía sau này là sát với dọc với bờ kè thì rất là mát luôn, ngay vị trí của cửa biển, ngay vị trí của cầu Trần Phú. Phía sau này cũng có các shop quần áo rồi cái mini mart bán đồ ăn uống, rồi có KTN mart, TN mart nữa nè, Chiêu Sài Gòn cà phê. Phía dưới của tòa nhà Mường Thanh Luxury, tòa nhà này nhiều người họ ở lắm vậy, khách du lịch họ thuê ở dài ngày dài hạn. Và cái vỉa hè này em thấy có một cái điểm mới vậy, đó là có những cái trụ để mà hình như họ chắn lại, không có cho xe ô tô lên trên vỉa hè nữa. Này tối dạo chơi rất là mát luôn. Bây giờ mời cô chú chị bạn đi qua bên con bờ kè đường Phụng Hưng nữa nha, xem thử trong những ngày hè này vào buổi tối bên đó cái lượng khách nó có nhộn nhịp không. Ở đây xe ô tô quá trời nè, xe khách du lịch họ đang nghỉ ngơi ở tòa nhà này. Xây mấy cái trụ ghế hết này để ngồi cũng được này, ngồi vừa mát mà vừa có thể chặn, không có cho xe ô tô lên vỉa hè nữa. Ô tô lên vỉa hè là bể gạch hết rồi, hư vỉa hè hết. Chỗ này bên tay phải của chú các bạn là công viên Alexander Yersin. Giờ này buổi tối rất là nhiều người ra công viên ngồi không mát này mọi người ơi. Công viên này nó sát biển nữa, mát mẻ lắm. Mọi người ra ngồi chơi tập thể dục. Không khí rất là
vui luôn, chỉ có mùa hè thôi, chứ mùa đông thì rất là vắng. Và trên cầu Trần Phú này có một cái điểm mới nữa vậy, đó ngay chỗ này em thấy có xây lại mấy cái trụ, mấy cái cọc, mấy cái hình chữ U này để chắn thông cho xe, không cho phương tiện xe đồ lưu thông trên vỉa hè nữa. Cái hành lang này chỉ dành cho người đi bộ thôi. Và vừa rồi thì cũng mới lát lại gạch rất là mới đẹp luôn, cho nên là hạn chế xe leo lên lề, nó làm lại bể gạch nữa. Và có cái cầu xuống bóng thì hiện tại là đang thi công, cho nên là cái cầu Trần Phú này là nó đang quá tải vậy. Bởi vậy là mỗi lần lúc mà giờ cao điểm hay bị kẹt xe, mọi người hay chạy xe lên lề, là xe máy, xe máy là hay leo lên lề lắm. Cho nên bây giờ bên tỉnh họ làm như vậy luôn, họ chặn lại mấy cái sắt vô để họ chặn lại, hạn chế không cho xe leo lên nữa, xe không thể chạy lên được nữa, chỉ dành cho đi bộ nó liền. Và cái việc này hình như là cũng một số nhiều người thì họ cũng đồng tình với cái việc làm này. Một số thì họ cũng có ý kiến trái chiều, đó là họ cũng sợ làm những cái chướng ngại vật như vậy thì sợ làm cho người đi bộ sẽ không có chú ý, cũng có thể dấp té rồi á, cũng có một ý kiến trái chiều như vậy. Nhưng mà hình như là theo bên tỉnh thì họ cũng lý giải là những cái cọc hình chữ U, những cái chướng ngại vật này vậy, chỉ là tạm thời thôi. Tạm thời trong cái giai đoạn mà cầu số bóng đang thi công đó, và cầu Trần Phú nó đang quá tải, cho nên là chỉ làm tạm thời thôi. Thì khi mà cầu số bóng thi công xong rồi á, xe lưu thông thông thoáng rồi á, thì có thể những cái chướng ngại vật này sẽ gỡ bỏ, sẽ tháo bỏ đi để cho nó an toàn. Giờ là cái lượng xe là trên cầu Trần Phú nó lúc nào quá tải á, cho nên là lúc kẹt xe thì xe máy hay đi hay leo lề đó, cho nên họ phải làm như vậy tạm thời trong thời gian này thôi. Khi mà cầu bóng hoạt động xong thì chắc chắn sẽ tháo dỡ đi. Và dự kiến ngày 2 tháng 9 này là cầu sông bóng sẽ hoàn thành, nó sẽ thông xe. Hy vọng là đúng ngày 2 tháng 9 có thể thông xe cầu sông bóng. Nếu vậy thì còn khoảng nửa tháng nữa thôi à. Bây giờ em sẽ mời cho chú chị Hoàng đi vòng lại hôm qua bên con đường và kẹt của con nhé. Đây chỗ này là cái vòng xoay con đường Tôn Thất Tùng giao với con đường Phạm Văn Đồng. Đây cái vòng xoay này cũng có một cái quán đó, quán hải sản rồi cá săn bắn rồi đặc sản, hải sản bơi luôn, không hải sản tươi đúng không, phải bơi luôn. Xe du lịch rồi xe ô tô thái đổ cũng nhiều, cũng đang có một lượng khách ở trong quán hải sản. Còn đây thì cũng có rất là nhiều những quán nữa, cà phê này, Island Coffee là rất đông luôn này. Rồi quán gió biển, hải sản tươi sống này. Khu vực của bờ kè Hồ Hưng cũng như là đường bờ kè con đường Tháp Bà. Dạ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường Tháp Bà nha, sau đó mình sẽ đi qua con đường bờ kè của mình. Con đường Tháp Bà, con đường ăn uống nổi tiếng về đêm của Nha Trang. Giờ đầu đường này là có những cái quán hải sản Lan Chi nè, hải sản Đồng Xuân nè, khách đông ghê luôn mày ơi, đa số khách ở Đà Lạt nè, Sài Gòn nè, ở Đồng Nai nè, họ xuống Nha Trang du lịch, họ ghé mấy cái quán hải sản này họ ăn uống nè. Còn mấy cái quán cóc mà vỉa hè đồ á thì đa số là dành cho người dân ở địa phương, họ ăn là nhiều, còn khách du lịch họ vô quán hải sản. Thì có một số khách du lịch họ cũng thích ăn vỉa hè, họ cũng ghé những quán mà vỉa hè hải sản mà quá trời luôn, hải sản Xuân Trà.
con đường này cũng có vẻ như là tiết kiệm điện sao á. Điện thì có đoạn thì có điện đường mà có đoạn thì bóng tắt à. Mùa hè là cái mùa mà lúc nào cũng thiếu hụt điện các bạn, cho nên là phải tiết kiệm. Mùa hè là mọi người là nắng nóng là phải dùng điện nhiều, dùng quạt, dùng máy lạnh nhiều. Ôi, chỗ này có bánh xèo của cô Tám nè, bánh xèo tôm mực, rồi có quán cơm phở cháo gà của cô Hương. Mời quý vị đi thẳng lên thì sẽ lên Tháp Bà, di tích Tháp Bà. Di tích Tháp Bà giờ này thì đóng cửa rồi. Giờ đi qua đây là con đường Trần Kim Hùng. Con đường này cũng là con đường ăn uống nổi tiếng này. Bánh xèo của cô Hà nè, phở của cô Tí nè, rồi sinh tố cô Lệ nè, cà phê Thảo Nguyên, nó tạp hóa. Con đường này là đa số dân ở địa phương ăn uống nhiều. Chứng hình này là cái con đường bờ kè Cô Hưng, con đường bờ kè chạy dọc với cầu Sông Móng. Trời nắng nóng ra bờ kè đứng hóng gió mát. Và dọc con đường này đó là những cái quán hải sản luôn. Có mấy em nhỏ cởi xe đạp dọc bờ kè không mát nè, đứng ở đây vì có thể thấy được cầu Châu Phú đó. Con đường bờ kè rất là đẹp, thoáng mát, các quán hải sản nằm ở vị trí đây cũng quá lý tưởng luôn. Ở dọc đây là hải sản bờ kè đó vị, hải sản Cái Me này, hải sản Hàng 66 nè, rồi hải sản Hạnh Xuân, 1, 2, 3, 4 cái quán hải sản liên tục dọc trên con đường này. Có hai lầu luôn này, một lầu hai lầu, ngồi ở trên thì thường nó mát hơn ở dưới, ngồi trên lầu mát mẻ, đa số khách là họ lên trên lầu ăn hết. Đó, giờ toàn biển số Sài Gòn Đà Nẵng không à, 43 Đà Nẵng nha, 51 Sài Gòn, còn là khách ở các tỉnh lẻ tới, rồi 63 Tiền Giang, miền Tây họ tới Nha Trang du lịch luôn rồi. Xe máy thì để bên bờ kè. Bữa này là hải sản Hành Xuân. Cơ sở này thì cũng mới sửa lại cách đây 1 năm. Có hải sản Xanh 79 nữa nè, cơ sở này cũng mới khai trương cũng như cách ấy cũng năm rồi, hình như là mới cái đợt bữa du lịch mà đông đúc nhất á, họ khai trương. Ở chỗ này của con đường mà kề của Hưng là có công viên. Buổi trưa ở đây mấy cái cây ở đây này che bóng mát đó. Nằm ngay cửa biển luôn, ngay cầu Trần Phú. Cái này có hải sản Phương Oanh đó. Rồi em còn đây là ra lại con đường Phạm Văn Đồng đó. Chỗ này thì chỉ có rẽ bên tay phải thôi. Giờ này mà đi dạo trên cây cầu Trần Phú là quá là tuyệt vời luôn, bây giờ gió mát cực kỳ luôn. Nói vậy thấy gió mát kia không? Nó rất là mát. Wow, nó phía dưới là công viên.
giờ này có nhiều người họ cũng đang câu ở phía dưới cầu luôn. Đó, chỗ này là mấy cái cấm phương tiện giao thông rồi. Có nhìn mấy cái lá cờ nó bay phấp phới, thì thấy được là cái độ gió của cái cầu này. Cầu này nó rất cao cho nên là buổi tối đi dạo đây mát lắm. Có mấy cái cọc này là để tạm thời thôi, để ngăn các phương tiện giao thông leo lên lề, leo lên vỉa hè. Khi mà cầu sân bóng xong thì chắc tháo dỡ thôi. Đây là khu vực của công viên. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video nhé. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn.